Em chào các bác nha. Hôm nay sẽ lên mấy em rìu không cán đi các bác ạ. Mấy em rìu không cán vì mấy hôm nay tự dưng các bác lại tìm rìu nhiều. Thế thôi, hôm nay em lại lên một video rìu không cán cho tất cả các bác. Nếu mà mình không cán thì giá cả mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Mặc dù rìu nó là trục xe, lắp xe 100% các bác nhá. Trục lắp 100% nên nó mới có giá đấy thôi. Ở đây hiện tại em đang có 1, 2, 3, 4 mẫu rìu cho các bác lựa chọn. 4 mẫu rìu cho các bác lựa chọn những cái em rìu này này. Nó là đúng chuẩn kiểu rìu truyền thống ngày xưa, nó sẽ là như cái mã này em đang cầm trên tay này, mã đầu tiên. Rìu ngày xưa, bác nào mà ngày xưa mình thùng rìu nhiều thì mình biết rồi đấy ạ. Tổng trọng lượng của em này nó đang rơi vào là 9 lạng các bác nhá. Riêng rìu không thì rơi vào 9 lạng này. Bản rộng của phần này nó rơi vào 5 phân. Bản rộng ở phần này nó rơi vào 5 phân thôi. Chuyên là rìu bổ củi thì mình sẽ sử dụng rìu này. Chuyên bổ củi thì mình phải sử dụng rìu này bởi vì cái độ nhỏ, nhỏ vừa phải thì đến khi mà mình đập xuống để mình được cái lực để mình chẻ củi ấy, thì nó sẽ đỡ hơn. Trên rìu sẽ có dấu phúc sen như thế này các bác nhá. Rìu trục lắp 100%, trục lắp thì em lên video nhiều rồi. Cái cách mà các chú nhà em làm rìu như thế nào thì em cũng lên rồi. Đấy, thì rìu này thì hiện tại là nếu không vỏ thì em này không cán em rìu này sẽ rẻ hơn những cái em tạo kiểu kia. Thì em này chỉ có giá là 260.000 một rìu như thế này các bác nhá. 260.000 rìu em đang cầm trên tay đây ạ. Còn đây là mã thứ hai rìu hiện đại. Rìu hiện đại nói chung là để làm được một cái rìu mã hiện đại như thế này thì nó sẽ mất công hơn nhiều so với những cái rìu truyền thống kiểu ngày xưa như thế kia là mình chặt ra mình làm thôi. Nhưng mà cái độ sắc bén của nó cao. Bác nào đã dùng rìu của nhà em rồi thì các bác bình luận ở phía dưới video giúp em để các bác biết được cái chất lượng sản phẩm như thế nào các bác nhá. Như em rìu này thì là trước giờ em vẫn đồng giá là 320.000 một lưỡi. 320.000 một lưỡi không cán. Các bác có thể lựa chọn những cái mẫu lưỡi rìu khác nhau. Đấy, bác có thể lựa chọn những cái mẫu lưỡi rìu khác nhau như lưỡi này chẳng hạn. Lưỡi này hả? Bản rộng của lưỡi này thì rơi vào là 13 cm các bác nhá. Từ đây đến đây là 15. Từ đây đến đây là 15 cm này. Bản rộng này là rơi vào 3 cm này. Dày thì nó là ở mức độ dày như thế này các bác nhá. Dày như thế này. Đây ạ. Các bác cũng có thể không, nếu mà mình ở trên nương trên dãy mà mình đi rừng nhiều ấy, mình có cây củi thì mình mang về tự tra cán là em rất là khuyến khích cái tinh thần tự tra cán của các bác nhá. Bởi vì là đối với cái cán thì mình sử dụng lâu dài thì các bác muốn kích thước trọng lượng nó bao nhiêu thì mình tự tra cán được. Còn nếu mà các bác mình đang bận một chút, mình chưa có thời gian mình tra cán chẳng hạn, hoặc là mình mang về mình dùng được luôn ấy, mình dùng được luôn ấy, thì mình tham khảo những cái mẫu rìu mà có sẵn cán như thế này giúp em. Nếu mà rìu có sẵn cán như thế này thì nó sẽ là 580 em các bác nhá. Đây, đối với cán thì em sử dụng là dòng cán gỗ mun hoàn toàn nên là cực kỳ là nhẹ, không ngấm nước, không mối mọt. Trong quá trình các bác dùng thì cực kỳ là vừa tay bởi vì là cái thiết kế của mình làm cho các bác là cũng để vừa tay rồi. Thì em rìu này có giá là 580.000 một em cả vỏ. Còn nếu mà riêng lưỡi như thế này không ấy, lưỡi như này không thì nó chỉ rơi vào 320 thôi. Có em này rẻ nhất là 260, thìu truyền thống ngày xưa này. Thìu truyền thống ngày xưa là 260 em này này các bác nhá. Đấy. Còn đến dao đi rừng đi, dao đi rừng hệ phát đi, hôm nay lên cho các bác mấy em như thế này. Đầu tiên là mã số 2. Mã số 2 là dòng Tanto cán ốp, một con nhám và một con là bản đen. À, một con là bản trắng, vì em sẽ để một con nhám, một con bản trắng, con nào nhìn rất là sáng. Đấy, ví dụ như con này là bản nhám thì rất là sáng các bác thấy không ạ? À, đường hoa văn thì nói chung là dòng mình làm truyền thống thì mình dập hoa văn chỉ được như thế này thôi. Đấy là em lên YouTube như này là hầu như các bác đều là những người chơi dao mà mình biết về dao rồi, mình xem nhiều rồi thì mình biết. Còn có một số bác thì mình không biết được là mình muốn vẽ vân rồng, vân phượng các thứ, thực sự là em chưa làm được. Bởi vì cái dao mình dập thủ công sắt thép thì nó phải nung nóng, nóng thì em mới dập được cái dấu này. Còn không, em chưa vẽ được vân rồng, vân phượng, vân mây, vân gió đâu. Nên là cái đấy thì chắc là phải tương lai lâu dài lắm thì có khả năng mới làm được. Lưỡi là 30, bản rộng này rơi vào bản 3 thôi các bác nhá. Bản rộng chỉ rơi vào bản 3 thôi, độ dày sống lưng là 5 ly. Em này là một em nhám này, bên này là một em trắng này. Đối với hai dòng này đều sử dụng là dòng cán gỗ mun nhá. Gỗ mun vót vân tay như thế này cho tất cả các bác này. Gỗ mun vót vân tay, cán ốp phun tang như thế này luôn. Gỗ mun vót vân tay ở tuôi dao có một cái lỗ đồng này. Nhìn cái con dao mình rất là sáng các bác nhá. Hai em mã số 2 này thì đồng giá là 320.000 một em. Đến mã số 3. Đến mã số 3 em này cũng là dạng như em lúc nãy thôi. Nhưng mà mũi nó tù hơn. Nó tù ở phần này và phần này nó rơi vào khoảng 2,5 cm. Nhưng phần này nó rơi vào khoảng 4 cm như thế này các bác nhá. Phần này 2,5 còn phần này nó rơi vào 4. Nó bé dần về, bé dần về cái đuôi của nó. Lực chặt của nó thì là 3 phát đều hết tất cả các. Cái lực chặt của nó là phát đều hết ở trên lưỡi nha các bác nha. Lực chặt là 3 phát đều trên lưỡi, đánh nhá hai mặt như thế này nên nhìn nó rất là sáng. Cán là hai tầng gỗ màu, nói chung là mình cố gắng làm sao mà để nó hoàn thiện nhất cho tất cả các bác thôi. Em này có giá là 350. Mã số 3. Mã số 4 là dòng Curi.
Mã số 4 là cu ri tròn mài trắng đó, thấy không ạ? Cu ri tròn mài trắng. Lưỡi là 30, độ dày sống lưng là 4 ly các bác nhá. Lưỡi 30, độ dày sống lưng 4 ly. Còn cái chất lượng lưỡi thép thì các bác là bao sắc bén cho tất cả các bác rồi. Em này có giá là 420. 420 các bác nhá. Em này nếu mà có cả vỏ nó sẽ rơi vào là 780 đấy ạ. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Bác nào mà mình để chơi, để trưng treo thì em thấy cũng cực kỳ hợp lý đối với con này này. Đấy. Đây là mã số 4, dòng Curry 420. Đến mã số 5 là dòng dao đi rừng. Đến số 5 là dòng dao đi rừng lưỡi 21. Một trong những con hàng được các bác lựa chọn nhiều nhất. Đây ạ. Một trong những con hàng được các bác lựa chọn nhiều nhất. Hai em này là đồng giá là 350.000 một em. Trước giờ em vẫn để giá đấy. Tuy nhiên là ở đây thì hiện tại cái cá này vẫn các bác làm thì là hơi bị lỗi ở phần này một chút. Có nghĩa là đóng đinh ấy. Đóng đinh nó không được khéo. Đóng đinh nó không được khéo nên là nó sẽ bị lộ gỗ. Và em phải đệm thêm ở đây này. Sẽ bị đệm ở đây này. Nên là em này em sẽ để sale tất cả các bác là từ 350.000 xuống 300.000 em này nhá. Từ 350.000 xuống 300.000 em này. Bởi vì là cái cá này nó chỉ có một cái đóng đinh không cẩn thận ở chỗ này thôi. Đấy, bởi vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con dao mà mình đóng đinh là khâu cuối cùng nhất rồi. Thành ra mình cũng tiếc mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến con dao đâu. Nó chỉ một tí tí như thế này thôi. Thì em này để cho các bác là 300.000 các bác nhá. 300.000. Mã số 5 đến mã số 6 đi. Mã số 62M91 em sẽ là hàng siêu nhá. Đây là em hàng chuẩn, hàng ngon lành, cạnh đào không một tì vết, dòng 19 đây ạ. Tổng trọng lượng em này chỉ rơi vào 3 lạng thôi. Lưỡi 19 bản rộng rơi vào 2,8, có chắn đồng và ốp đồng ở đuôi. Cán này là rơi vào là cán 12. Nên là nó hơi dài tí cho bác nào mà hơi đầm tay một tí nhá. Cán 12. Đây ạ. M9 bản xịn sò, con này quá đẹp luôn. Con M9 này đẹp lắm các bác ạ. Đây ạ. Đây các bác nhá. M9 này có giá là 380. 380, ngoài ra là nếu bác nào mà mình đang muốn săn xe thì mình có thể tham khảo cái dòng M9 này của em này. Con này thì là hiện tại là nó đang bị một chút vết ở cán này. Và cái cán này thì nó ngắn hơn cái cán lúc nãy một chút. Cán lúc nãy là rơi vào 12 thì cán này chỉ rơi vào 10 thôi. Cán nãy là 12 thì cán này chỉ rơi vào 10 thôi. Thì em sale em này cho tất cả các bác chỉ có giá là 300 nhá. Sale con này cho các bác chỉ có giá là 300. Đấy, hôm nay có hai con 300, bác nào múc cả hai luôn thì quá tuyệt vời. Hai con này hiện tại là sale 300.000 cho tất cả các bác nhá. Đây ạ. Đó, hôm nay em sẽ có một con đây. Đây, con này sale 300, con này sale 300, mã 5 và mã 6 đều là những cái con hot nhất của bên xưởng nhà, đều là những con các bác ưng ý nhất luôn mà các bác chỉ tìm được ở bên xưởng Dao Sen HD thôi. Đây sẽ là một con đi câu cho các bác này. Con đi câu này thì chốt hai đinh đồng này. Chốt hai đinh đồng mà có lỗ ở đuôi dao như thế này nhá, có lỗ ở đuôi dao như này để các bác mình cầm ấy được này. Con này hiện tại là có vỏ này. Có vỏ cho bác này, em cho vào vỏ rất là xinh luôn các bác. Đây, khóa lưỡi vào. Đấy. Nó sẽ ở như thế này các bác ơi. Nó sẽ ở như thế này ạ. Đấy, bác nào thích con này cả vỏ thì mình tham khảo con này cả vỏ cho em, khi cầm trên tay nó sẽ như thế này. Rất là xinh. Con này rất là xinh các bác nhá. Con này cả vỏ là 460 ạ. Con này cả vỏ là 460 các bác nhá. Các bác nào ưng mã này thì mình báo em mã này cho em là 460, dòng mini cả vỏ. Đấy. Hôm nay thì lên giao lưu với các bác bằng này con, mà chủ yếu là lên mấy em thì cho bác, bởi vì là có bác nhắn tin cho em là mình muốn xem mẫu rìu trực tiếp ở trên video ấy, thành ra là hôm nay em lên cho các bác là có cả mẫu rìu và dao đi rừng được các bác ưng nhất ấy, những cái mã được các bác ưng nhất. Còn là Zalo của em là 0347753780 các bác nhá. Chỗ mà đang thì là đang che vào kìa. Đấy, đấy là số Zalo và số điện thoại trực tiếp của em luôn. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn ủng hộ và theo dõi xưởng để xưởng luôn được ra mẫu mới cho bác này, đi hàng được thường xuyên này. Cái đấy là rất là trân quý và cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau nhá.